chào các bạn. Hôm nay là 15 tháng 9 và là sinh nhật của ra là năm Fitness, nên mình sẽ review ngôi nhà của mình. Đó, các bạn thấy chưa? Đèn sáng tắt sáng tắt. Đèn này là cảm ứng á. Cái cục cảm ứng ở đâu ta? Đây nè. À, anh cứ mở nhạc đi. Nè, cái cục trắng trắng này nè. Đó, nó sẽ cảm nhận bạn xong rồi cái nó sẽ sáng lên khi có người đi tới. Đó. Trong nhà vệ sinh cũng vậy nhá. Đó, thấy chưa? Đây là nhà tắm đơn giản của nhà mình. Rồi. Đây là cái tủ lạnh huyền thoại. Có thể kêu tít tít mà mình đã chỉ mấy bạn rồi nhá. À, hôm nay tôi mặc đồ quay phim nhá. Hôm bữa là tôi có mặc quần nhưng mà do cái áo dài quá nên không thấy quần. Các bạn kêu là tôi mặc quần vô. Đây là gian bếp của mình. Đây là tủ màu trắng. Nè, đây là máy hút nè. Rồi. Đây là dàn bạc. Đó. Hôm nay giới thiệu cho mấy bạn thêm một cái nữa. Mấy bạn có thấy nhạc đang kêu, đang hát không? Nè. Đâu rồi ta? Ủa. Cái loa đâu? Đó, rồi đó. Rồi, là... Ủa, sao máy không quay tới nữa? Đó, các bạn thấy live chưa? Đây là cái live trên trần nhà. Đó. Đây là bản điều khiển kết nối với điện thoại bằng Bluetooth. Và mình đang điều khiển nhà bằng cái điện thoại. Thấy chưa? Đó. Các bạn nghe thấy nhạc hay không? Phơi đồ. Cái máy giặt này là của Panasonic. Máy này 10 kg và giá nó hình như là 7 triệu mấy á, quên rồi. Đó. Đây là view ban công. Đó. Đây là từ tầng 29 nhìn xuống. Nhìn ra được view của hơi ISO hơi sáng. View Nguyễn Hữu Cảnh dưới đây nè mấy bạn. Đó. Đó. Hôm nay mình quay cái này để khoe cái loa, hôm sau mình sẽ khoe cái khác. Rồi. Hai, hôm nay anh có mặc đồ rồi hả? Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh bài gì ta? Nghe chưa 3 giờ của Trung Quân đi. Đó, mấy bạn thấy chưa? Hình ở đây nhưng mà tiếng ở trên đây nha. Đây là cái điều khiển công tắc điện nè. Tinh, tinh, đó. Nè, nè, coi khu bếp nha, đèn bếp nè. Tinh, tinh tinh đó chưa. Đây lại quay lại cái tủ lạnh huyền thoại, nó sẽ toàn đồ ăn tươi, không có bánh kẹo gì hết. Đây là bắp để nấu ăn, có thể chiên cơm hoặc là xào bò. Đây là mật, mật rất là ngon. Đây là trứng và bơ để tí làm món bơ cá hồi. Rồi, bye bye các bạn nhé. Đây là cái tấm gương. Đó. Anh luôn tìm mình.